một con bánh chẻm. Bây giờ cho hỏi làm sao với nó. À, làm sao với nó hả? Đút túi đây. Xanh lại hay sao? Có cái túi đâu? Túi kìa. Đấy. Đấy. Cá nhiều. Cá nhiều cứ vô đây đi ông đi. Bắt cho nó vui. Cá nhiều cứ vô đây đi ông đi. Bắt cho nó vui. Bao đăng là gì? Bao đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi bao đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ một chai mấy đến hai chai mấy, không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên, ngoài biển vào nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá. Có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc. Còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng, hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi, bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng, bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Các bạn ăn lên hình đấy nha. Rồi thì bây giờ sau khi vào trong cái đăng này thì mình sẽ vào cái máy quay cho các bạn xem cái đăng này hôm nay có nhiều thật thì hay không. Đấy nha, các bạn tiếp rồi nha, các bình tĩnh. Ừ, bằng tốt. Đẹp đấy là đúng bài đấy. Cái bình tĩnh, vào ngoài này hay có cá to nha. Rồi, do trong chuồng là nơi nhiều nhất thôi, còn cá to là hay ở vòng ngoài đấy. Ủa, em sẽ mở rộng cửa cho mọi người. Úi giời ơi. Đó. Này, mở tàu á. Đúng rồi. Rồi, hôm nay anh sẽ quay cho tụi em. Yeah, đèn sóng miễn phí luôn. Đây vô đây xem nào. Xem. Rồi cởi dây ra rồi chui vào trong đấy. Sao vậy? Cứ bình tĩnh cởi dây đã. Rồi. Mở được dây rồi đúng không? Rồi vô trong đấy thì xúc thôi. Đấy cho cô này cây vạt cho nó vào. Ai ồn em cái hết rồi. Đấy con này to này. Ê chị, trời nó to cái to. Con gì đấy? Đó, vô. Ôi, nó nhảy quá đây. Đây là cái chuồng mà nơi tất cả cá nó sẽ được dẫn vào trong này. Một con cá chẻm. Bây giờ cho hỏi làm sao với nó. À, làm sao với nó hả? Đút túi đây. Xanh lại hay sao? Có cái túi đâu. Túi kìa. Đấy. Đấy. Cá nè. Xúc. Bắt vào trong dưới đấy.
cá nhiều, cá nhiều, cứ vô đây đi ông đi, bắt cho nó vui. Nó nhảy vào mặt con luôn. Con cá đó nó bơi. Kia kia miệng vật tốt vào đó. Một người dưới, một người dưới tối, một người cầm vật đổ vào. Đúng không? Mọi người giống con cá thôi chứ gì rồi. Vô đây cá còn nhiều, cứ vô đây, đông vui. Cá này. Xuống đi. Xong chưa? Đây, đây đúng rồi đổ như vậy đấy. Cái bò nè ông Bi ơi, cầm đi. Nó có giống con bò không? Đây, ngay chân con này. Này bắt mè. Ui, chân con có con to chưa? Đấy. Đây. Dưới chân con nha. Đây, tim bắt được con bự rồi. Rồi. Rồi đứa mẹ đi nè. Ra đây đi con. Rồi có nghề rồi đấy. Cá đâu? Ủa sao cá liệt không thiệt trời. Cá nào liệt? Thì nó liệt thì mới bắt nó được. Em thấy con cá này nó có dán tem dán mát gì trên con cá nữa. Ủa không? Ủa cá gì? Cá gì vậy? Cá. Đúng rồi. Cá nó bay ra rồi. Ôi, bay ra để bắt tiếp. Đây trong góc này, xuống vào trong góc cái gì? Rồi, chăng ra rồi, chăng ra rồi. Bắt lại lúc đấy. Cô sâu đang đạp lên cái lưới của chị. Đây. Cá kia. Nè con nè. Trời ơi, con cũng phải đi. Vớt hết rồi chị ơi. Rồi. Vớt cá rồi. Mấy con đang nhậu à. Nhậu quá, thả vào túi đi. Cái dễ thương mà cũng bà nhỏ. Đây, to lắm nè. Con to lắm nè. Không phải, em cảm thấy chị Hường đang giúp đấy. Chị Hường giống như là đang lọc sắt cho nhanh. Trên thì trời nhiều lắm. Nè, tím. Ra ngoài không? Ở đây cho đói không nha. Đang ở lớn lớn nhỏ. Có một con cua nữa nè. Trong góc này vẫn còn Mình được chơi dọc xuống dưới không? Tôi cầm cái túi đi xong, tôi cầm cái túi đầu này qua đầu kia.
Rồi bây giờ đi ra ngoài đi. Đi bắt hết cá về nha. Bắt hết trong đó đi. Người ra bớt để bắt hết trong đó đó. Bắt hết luôn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.